sống mà. Cái mình của nó, cái mình của nó mình cầm lên nó cũng tự tự như cái con đột đột, con hải sâm đó. Mà cái hình hài con hải sâm nó khác, con hải sâm nó hai cái đầu nó nhỏ ở giữa nó to, còn cái con này đúng là con ốc sên đó, sên biển đó. Nó già rồi, ở trong hốc đá rồi rồi bị mắc kẹt đây. Đây nè, nó kẹt đây. Bỏ đi, bỏ đi. Anh xịt ra, xịt ra để mà chống lại quân thù. Ôi, ghê chưa, chống lại đó. Đây nè, hai con mắt nè, hai con mắt nè, ốc sên nè, con sống nè, con sống nè, nặng ghê luôn á. Nặng ghê luôn mà sao không có bơi được, bò chứ không có bơi. Nặng lắm á. Giống như khúc bánh mì ấy, biết không? Mà ở dưới nè, như khúc bánh mì á. Nhưng mà để từ 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 anh mọc ra, anh mọc ra cái chỗ cái đầu này nè. Y như là hai con mắt á. Y như con ốc sên. Anh thụt lại kìa. Anh thụt lại. Ta cứu mi rồi, ta đem từ trên cát khô xuống đây cho mi sống rồi. Bơi đi, bơi đi, bơi được không? Bữa trước mình có cứu một con rồi, nhớ không? Con này chắc là con cố của nó luôn rồi. Ơi dễ thương chưa, mọc ra hai con mắt rồi kìa. Thôi đi đi, bò đi, bò đi. Bò đi. Bò đi. Bữa trước là mình cứu cái con đó là nó còn bơi được luôn á, nó có hai cái cánh nó bơi. Con này nó không có bơi. Con ốc sên biển thật là già. Nằm đi đi nha, ta đi tắm biển xong rồi lát nữa ta quay lại, ta bỏ đằng kia cái rạn san hô đằng kia luôn.